cái tục lai tối của ngày 18 nha anh em. Hôm nay đồ lính Mỹ được qua sử dụng tiếp tục lên nhá. Đây là con áo nỉ này. Áo này gọi là áo thế chiến, kể cả bằng kim loại và tem đầy đủ hết nha. Kim loại bên này còn có cái này mất tiêu. Vai của nó là 41 và dài hơi ngắn à, con 54, con chút S à. Con này ngắn và nhỏ à, anh em ơi. Được cái dàn tem mà thôi. Áo trước đều đẹp hết à, đằng sau này lủng rồi. Đằng sau hàng thế chiến cho nên là nó lủng lỗ này. 1 2 3 cái lỗ. Qua trời lỗ luôn. Con này nhỏ ngắn nha, em để giùm em bán dần tem thôi. Con này mà mua cho nữ này, nữ bé bé cỡ 50kg là vừa đẹp. Em bận là nó lên tít trên lưng này, ngay cái cặp lưng quần luôn này. Ngay cái cặp lưng quần luôn đấy. Rồi, dần tem của em thì anh em biết là 2-3 cái. Cặp này nữa là 5 cái. Chốt cho em con này giá bán rẻ lại nhé. 5 cái mà cái tem này bình thường 1-200 rồi 3-400 ngàn rồi. 400 ngàn thì tem bán tem tặng áo luôn. 390 ngàn mã 26 bán rẻ luôn nha. Không có con nào rẻ bằng con này luôn á. Bán tem tặng áo vì áo nó lủng thì em bán rẻ chứ. Con này bình thường 1 triệu mà. Giờ bán cái này bán đầu lai 390 ngàn. Cửa hàng đầu like giùm em ạ. Tiếp một con áo rần ri vải kaki. Kaki của lính Mỹ nha. Con này là vai 49, dài áo là 75. Con này màu kiểu nó cũng không có được mới lắm nữa. Cái cổ quất quất hết rồi này anh em này. Ồ, dàn tem đẹp quá. Một cái bằng súng, 1, 2, 3 cái tem có vết hình nút à. Hình nút này, con này vai size small rồi, size bé. Áo thì không có mới lắm đâu anh em ạ, nhưng mà được cái dàn tem. Dàn tem hơi thì đỉnh luôn. Tem này là bao nhiêu người thích mà không có ra. Rồi con này là 70 đến 80 kg à. Cao 1m6 đến 1m7. Hai tem, bốn cái tem nhá. Chốt chùm em con này là 250 mã 25 bán tem tặng áo luôn. Tiếp con này là ngụy trang này. Cái mũ này em có thể mở rời ra được ạ. Mở rời được đi nhé. Ngụy trang mùa đông, không phải mùa hè đâu. Mùa đông. Dài áo là 72. 72 này. Ấm và đều đẹp hết, họa tiết rất là đẹp luôn ha. Nói chung là mỗi người thích mỗi màu ấy em. Anh em nào thích màu nào thì mình cút màu đó ha. Con này tem này mùa đông. Với cái dòng mà lá cây rừng là em đều cho thời trang, tuy là của Mỹ nhưng thời trang hết. 70 đến 80 kg. Ở trong này có một cái túi cho bán lửa luôn này. Bên này có túi bự nữa. Wow. Chốt cho em con này giá là 290 ngàn. Mã 23. 290 ngàn. Mã 23. Tiếp một con áo hải quân Mỹ. Pilot hải quân Mỹ nha em. Áo này là vai lắp lăng, không đo được chiều dài đâu. Dài áo là 74. Dài áo 74. Đây nó hơi dơ một chút mà. Đằng sau này cũng đều và đẹp hết chứ. Con này chỉ dơ bụi thôi. Đấy. Nó vừa xài dây kéo, vừa xài miếng dán nha anh em. Con này hàng cấp phát của lính Mỹ ha. Size của nó thì nó quanh như cái vào đầu luôn. Rồi, ở bên này có hai cái túi. Con này là 890 kg.
80 đến 90 cái có một cái bằng tên, cái tên chứ không phải cái bằng. 300.000 mã 22 pilot của Hải quân Mỹ à. Có con ốc phao này này. Con này là ở ngoài là chất gió và ở trong này thì lại con này sử dụng hai mặt rồi ta. Đấy, con này sử dụng hai mặt luôn này. Đi kéo ở ngoài nó bể rồi, con này của Mỹ anh em. Con này của Mỹ ha. À. Cái đầu khóa này ở bên ngoài nó bể nhưng mà tay cầm ở trong vẫn còn ngon lành, tức anh em sử dụng hai mặt. Mặt trong này cũng ok và mặt ngoài nhá. Mặt ngoài là nó có cái đường sọc này này. Nhưng mà to. Con này to và bo nó lủng hết rồi nè. Bo là quát rồi anh em ạ. Cổ tay này. Cổ tay này nó bị dơ và lủng bo nổ nha. Bán rẻ cho anh em con này coi. Con này dài tới 78. Một đâu anh em. Con này đẹp nhưng mà cái bo tay về thay ấy. Bo tay nó bị nổ. Bán rẻ anh em con này nhá. Ai trên 90 ký thì vừa con này. 400.000 giờ ghi 200.000 mã 21. Bán rẻ luôn. Mấy cái đồ mà hàng nước sâu anh em nhìn thấy không? Không có đồ đẹp nữa đâu. Cho nên là có đồ mới về là anh em mà mua là tranh thủ mua liền, chứ còn tới khi là toàn đồ cũ không à. Rồi tiếp con này là lâu lắm rồi mới gặp lại con này này. Con này hồi em bán giờ là chỉ có con này con thứ hai thôi. Áo này là thuộc dòng thế chiến. Nhưng mà áo giống Avarosi á. Nhưng mà con này nó ngắn. Ngắn có tầm này thôi nè. Vai của nó là 48. Vai 48 dài 80. Cái cổ nó hơi dơ. Cổ nó nổ luôn chứ dơ cái nổ gì. Nè nó nổ luôn rồi nè. Wow con này bình thường là mấy triệu đó. Ở đây nó bị dơ nữa này anh em. Cái vải ngoài như vải bốc lên á. Nhưng mà con này dơ nhiều lắm. Cái kiểu ở chỗ này nó giặt không ra. Nó giặt nó không ra. Trời ơi nó ướp chỉ luôn này. Cái này gọi là chỉ lâu ngày nó bở á. Quá tê tua luôn. Cái con này giờ như kiểu là bán anh em lấy cái hàng nút với áo thì còn tha hồ bẩn. Nhưng mà một bữa em bán con này cô rất lủng, có bèo nhiều, nó đang được mấy trăm ta. Lúc đầu là có một con là 1,5 triệu. 1,5 triệu này. Sau một con nó 700.000. Có một con 700.000. Con này là 70 đến 80 kg. Ai lấy hàng nút thì chốt về đơm qua nút này. Cực kỳ hiếm luôn. Con này bán 300. 300.000 mã 18, em ghi đây 500.000 á. Ăn rẻ luôn nha. Ai mà thích sưu tầm thì chốt thôi. Con này cũng không có được vinh quang như lắm nữa. 300.000 mã 18. Tiếp một con satin. Satin. Vai của nó là 53. Dài áo là 69. Anh em dòm cái cổ giùm em cái. Con này cũng bán tem tặng áo luôn. Áo thì rách đây này này. Nhưng mà dần tem thì hơi bị đỉnh luôn. Ba cái tem nằm đây. Satin thì cực kỳ mát phải không ạ? Chỉ có rách một lỗ này thì đây nữa này. Đây nó rách đến hai lỗ đằng sau lưng luôn anh em. Anh em nào lấy tem tặng áo nè. Đây nó lủng một lỗ đây luôn này. Vai này thì vai đẹp, hàng satin của Mỹ, màu xanh olive. Hai tem cổ, một cái bằng dù này. Hai, bốn cái tem, năm cái tem. Bán con này là 490.000 mã 19. 490.000 mã 19. Ủa? Sao em dục qua đây tài. 490.000 mã 19 anh em. Tiếp cái quần này. Quần này nó mất cái nút thì anh em mua nhắc em đưa cái nút chốt về đơm nha. Quần kaki hàng cấp phát của Liên Mỹ bụng 80. Anh em đôn về 75 được dài quần là 106.
106 quần dơ này. Nó dơ chứ không có rụng rách này. Bên này rụng rồi. Bên này lủng một lỗ rồi này. Đây, đây lủng lỗ tâm nữa nha anh em. Giá lao động thôi nha. Giá lao động 190 ngàn mã 20, toàn là viết lời đòi luôn à, 250. Giờ bán 190 ngàn mã 20 về lao động anh em. Con Canada này còn lao động hơn rồi này anh em, nhìn thấy em không? Con này gọi là mất men. Cái phần này thì anh em không nhìn thấy được phải không ạ? Phần này cũng có chỗ mất này. Nhưng mà nó mất nó không có rách. Như kiểu áo thun của Mỹ á, nó mỏng, nó lòi ra thì nó mát thôi. Nó mát chứ không có rách, không có rách lũng nha. Báo cáo anh em từ thân trước này cũng có này, chỗ nào nó mỏng, nó mòn men là nó mỏng rồi đó. Rồi vai của nó là 52, dài áo là 75, 52-75. Tức là nó có nhiều chỗ á, chứ không phải một chỗ đâu. Đây một chỗ này, dưới này nữa. Nhưng mà dơ. Như hồi anh em nào bệnh lao động cho nó mát nha. Ở đây nó dơ một phát nữa này. Làm sao thì không có dơ mà nó mát, nó quát. Đó là cái vai mà. Vai 53 là 80 kg, 75-85 kg. Chốt chùm em con này 190 ngàn, mã 30. Cái thằng này là em biết chủ hai phải không ạ? Đẹp. Xe giá sale thì mới có 700 nghìn, mà giờ con này thì bán 150 là biết rồi đó. 190 ngàn hả? Con này là bụng 80. Con này mất nút nha anh em. Anh em cũng nhắc em đơm nút vào nha. Đưa nút cho anh em đơm chứ nhiều khi em chả có giờ mà đơm. Dài quần là 106. Vết in nút này. Quần thì đều nhưng mà vết in nút ở đây nó bị dơ nha. Trên đầu gối này cũng bị dơ nữa này. Đây lủng một lỗ ha. Lủng một lỗ này. Rồi, cái này đều chốt 250. Mã 28. 250 ngàn mã 28. Còn là bớt không à? Bạn ra bớt thôi. Tiếp một con áo Asiu Mutika Copac. Bữa nay người không có được khỏe cho nên là kiểu như là nói tào lao. Con này là con bắp nó chạy xề rồi nha em. Nó chạy vải đây này. Tức là nó bệnh bụng to nhưng nó nhô ra. Cái thằng này là ngực đô phải không ạ? Nó đô ra cái phần này đi. Khiếp khủng ơi. Thôi cái áo này bỏ đi. Áo này rách lũng rồi. Tiếp cái quần Mutikam chất vải caro nhé. Bụng là 90, 84 hộp. Dài quần là 110, 84 hộp dài 110. Túi bên này đều và đẹp hết nè. Hai bên đều đẹp này. Bên này lủng mắt lỗ ngay đít. Ngay cái mông này nó nằm bên này còn được, nằm đây là hết. Về mạng lao động thôi. 190 ngàn mã 27. Về mạng bệnh lao động nhé. Một cái cuối cùng của line này là áo M số 51 olive. Lót thứ 6 này. Con này lót thứ 6 là con này phải nằm vào đời 68. Vai của nó là 52. Dài áo là 82. 52-82 tức là medium regular mất tem nhé. Không cần coi đời nữa, mình biết rồi hả? Con này ở dưới line là nó bung chỉ, bung line, dây kéo đuôi cá có mũ ở trong ạ. Màu của nó màu xanh ô liu nhưng mà nó xuống màu thôi. Cái dây cài này, cái đầu cài này, ngon lành ha. Ở đây thì nó bị dơ, chứ không phải gì hết. Rớt line nha anh em, về mạng lại cho em cái. Bán rẻ con này cho anh em nha. Sưu tầm túi trắng này. Ở đây là nó quát rồi đó. Chữ A này vẫn còn lủng một lỗ nhỏ thôi. Nhưng mà vẫn còn ngon được. Ở đây dơ này nha. Sau này cũng đều. Ở cái bắp vai này nó bị dơ nữa này. Rồi.
Bên này cũng bị dơ một chút nữa. Bên này nó cũng bị dơ nữa, dơ nhẹ nhẹ thôi. Qua bên này răng rụng hết rồi. Răng nó rụng hết rồi. Tức là đầu khóa và ấy là mất nha. Con này 70 đến 80 kg và cao 1,7 trở lên. Đầu khóa mất, sử dụng bằng cúc thôi. Bán rẻ anh em con này để bệnh nha anh em. Con này anh em nói là túi gì? Túi trắng. Giá trị sưu tầm rất là cao đó. Rồi, ai vừa số ký này bán rẻ cho anh em giá 1 triệu. Mã 19 em ghi 1,1 triệu mà đặt 1 triệu luôn. Một con M số 5 đời số 8 dây kim nhôm túi trắng. Chốt 1 triệu. Anh em xài cúc chả ai biết là anh em xài cúc hết. Chỉ có cái lỗi về thôi. Con này không đáng cái tội gì đâu, em bán 1 triệu là bán cho nhanh nhé. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em qua sáng ngày mai. Tức là qua ngày 19 ta lại giao lưu tiếp anh em. Em vừa ngủ rồi.